Đây là chiếc BlackBerry 9780. Đây là thông tin nhập khẩu. Và bên này là thông tin về máy. Chiếc máy này được làm ở Hungary 2, màu đen và làm cho thị trường Việt Nam. Đây là máy. Đây là đĩa hướng dẫn, đĩa phần mềm. Đây là những cái tài liệu liên quan đến máy. Chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng của cái Bone 9780 bằng tiếng Việt, in rất là đẹp. Ở đây chúng ta có một cái phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành qua mạng của công ty Freistar, và có một cái thông tin về an toàn và sản phẩm cũng được in bằng tiếng Việt rất là đẹp. Ở trong đây chúng ta có thấy có một bao da Trung Quốc, có tai nghe, có cục sạc theo truyền thống của BlackBerry, những cái đầu cắm điện khác nhau, có dây sinh micro USB. Và đây là chiếc 9780. Thì các bạn thấy rằng chúng ta có một cái bàn phím với kích thước và thiết kế giống như bàn phím 9780 bình thường, nhưng mà những cái phím đặc biệt ký tự tiếng Việt. Đây là 4 phím ký tự tiếng Việt thì đã in thêm những cái dấu vào trong đó. Và chúng ta có 6 cái 5 cái dấu đặc biệt của tiếng Việt Nam là sắc, huyền, họ, ngã, nặng được bố trí ở hàng thứ hai từ trên xuống nằm ngang như vậy. Vậy là nó bố trí giống như những dấu này. Nên là khi bấm chúng ta sẽ bấm internet và chúng ta bấm những cái này. Đấy, còn cái này là bấm nhiều lần, mình sẽ trình bày trong video sau. Khi các bạn bỏ SIM bit vào cái máy BlackBerry thì nó sẽ yêu cầu các bạn kích hoạt cái tài khoản. Ở đây chúng ta thấy là chiếc máy này được làm như thị trường Việt Nam, nên là những cái thông báo của nó là thông báo tiếng Việt hết. Bây giờ mình sẽ vào phần thông tin của máy này, mình sẽ nhập văn bản, delete, bàn phím, thấy hết rồi. Hết thì chúng ta thấy cái bộ AutoTech nguyên ở đây. Chúng ta thấy cái phiên bản của cái BlackBerry 9780 bán ở Việt Nam là iOS 6.0 và gói 2475. Bây giờ mình sẽ mở cái ghi chú để nhìn thử cái bộ gói tiếng Việt này. Mình đang gõ bằng delete rất là thoải mái. Vậy là mặc định thì cái bộ gõ là bộ gõ telet. Bây giờ mình thử đổi bộ gõ làm sao. Giờ mình đổi sang bộ gõ nhấp nhiều lần. Đây. Đổi nặng. Đổi này. Internet. Vô huyền. Vậy là chúng ta có thể bỏ được dấu ở bất cứ chỗ nào, nó sẽ tự động bỏ dấu, khá là hay. Vậy thì ngoài cách gõ telet bình thường thì chúng ta có thể một cách gõ nữa là chúng ta nhấp lâu. Ví dụ như là chữ E, các bạn nhấn một lần là E và nhấn hai lần liên tiếp thì đó là chữ E. Đây, một lần là E, nhấn hai lần là chữ E. Và chữ O này nhấn hai lần thì là O, nhấn ba lần thì là Ơ. Chữ G nhấn một lần là G, còn nhấn hai lần là chữ D. Chữ A thì nhấn A một lần là A, nhấn hai lần là Á, ba lần là Ơ. Còn dấu những sắc, huyền, họ, ngã, nặng thì các bạn dùng phím internet với phím đó thì có giá trị khi chúng ta để kế cái chữ thôi. Và là những internet của đó. Thì đối với những người nào mà không quen dùng telet hoặc chưa bao giờ dùng telet thì cái việc mà nhấp nhiều lần hoặc là dùng những cái phím dấu này cũng rất là hay. Hoặc là tốt nhất các bạn nên dùng, học cách dùng telet.
rồi. Cả thông báo này anh bằng tiếng Anh, tiếng Việt luôn nè.